Bác sĩ tiết lộ, sáng dậy cứ xoa 5 chỗ này sẽ sống rất thọ, tim mạch khỏe mạnh. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Cô bác thân mến, thông thường khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta thường có thói quen vệ sinh cá nhân đầu tiên, sau đó là tập một vài bài tập thể dục, và cuối cùng là ăn sáng, đi học và đi làm lúc nào. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng, mỗi sáng thức dậy nếu cô bác dành ra thời gian khoảng 5 đến 10 phút thôi để xoa bóp, massage 5 vị trí này sẽ giúp cô bác có thể ngăn ngừa nguy cơ tai biến mạch máu não, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn và phòng ngừa mọi bệnh tật. Vậy thì cụ thể đâu là những vị trí mà chúng ta cần xoa bóp khi vừa thức dậy? Cách làm như thế nào? Cô bác hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu trong video ngay dưới đây nhé! Bác sĩ tiết lộ, sáng dậy cứ xoa 5 chỗ này sẽ sống rất thọ, tim mạch khỏe mạnh. Theo các danh y thời xưa, 10 phút buổi sáng sau khi thức dậy thì chính là thời gian vàng để chăm sóc sức khỏe. Bởi đây là lúc rất thích hợp để chúng ta vận động một vài động tác đơn giản nhằm giúp kéo dài tuổi thọ. Sau khi vừa thức giấc chính là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng để chúng ta cải thiện sức khỏe bằng những bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng. Theo các danh y, khi thức dậy sau một đêm ngủ vùi cũng là khoảng khắc vàng để chúng ta thực hiện 5 bài tập nhẹ nhàng dưới đây sẽ giúp tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh toàn thân và ngăn ngừa bệnh tật. Vị trí đầu tiên đó chính là lòng bàn tay của bác nhé. Khi vừa tỉnh giấc, cô bác đừng vội đi đâu cả. Trước tiên mình sẽ dùng hai lòng bàn tay xoa vào nhau khoảng vài trăm lần. Cô bác ngại đếm thì cứ xoa, đến khi nào thấy tay ấm nóng, lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ hồng là được. Khi bàn tay của mình hoạt động nhanh, tra sát mạnh vào nhau nhiều lần thì đồng thời hệ thần kinh trung ương của cô bác sẽ được kích thích. Hay nói cách khác là tác động vào não bộ làm cho ý thức trở nên tỉnh táo. Toàn bộ cơ thể được khởi động sau một đêm dài nghỉ ngơi. Chắc là cô bác đang thắc mắc, bàn tay thì có liên quan gì đến não bộ đúng không? Thực tế là các ngón tay của mình có chứa rất nhiều đầu dây thần kinh trong cơ thể. Cũng vì thế nên khi mình dùng tay để cầm nắm hay sờ vào vật gì thì đều cảm nhận được rất rõ ràng. Do đó, bàn tay cũng có liên quan đến việc điều chỉnh và kiểm soát ý thức của chúng ta đấy cô bác. Việc massage làm ấm hai bàn tay giúp khơi dậy trí não, tinh thần trở nên minh mẫn hơn. Bên cạnh đó thì lòng bàn tay của chúng ta cũng có chứa rất nhiều huyệt đạo được kết nối với tất cả các cơ quan nội tạng, từ gan, thận, dạ dày, ruột, phổi cho đến tim và cơ quan sinh sản. Ngoài ra, động tác nhẹ nhàng này còn có tác dụng thư giãn vai, làm mềm khớp, giảm mệt mỏi và giúp mắt bớt áp lực. Vị trí thứ hai mà cô bác nên massage đó là vùng đầu. Động tác massage đầu sẽ giúp kích thích vỏ não, tăng lưu lượng máu trong não, giúp cải thiện trí nhớ, đồng thời còn thúc đẩy hoạt động trao đổi chất. Bên cạnh đó, massage đầu nhẹ nhàng còn giúp tóc thêm chắc khỏe nhờ chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, động tác massage này còn giúp tác động đến huyệt bách hội, huyệt nằm đỉnh đầu. Thường xuyên massage huyệt bách hội sẽ mang lại nhiều tác dụng lên toàn bộ vùng đầu, lưu thông kinh lạc, đồng thời giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chức năng bên trong cơ thể. Cách làm như sau, cô bác dùng các đầu ngón tay, không dùng móng tay, nhẹ nhàng massage từ chân trán lên đỉnh đầu và ra vùng sau đầu. Nhẹ nhàng thực hiện động tác trong khoảng từ 2 đến 4 lần một giây và thực hiện trong 1 phút là đủ. Tiếp theo, cô bác sẽ massage vành tai. Khu vực vành tai được xem là nơi tập trung rất nhiều huyệt vị quan trọng, là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Cụ thể, dọc theo vành tai của mình có đến 6 huyệt đạo nằm cách đều nhau. Cô bác không cần xác định vị trí chính xác cũng được, bởi vì mình sẽ bấm dọc theo phần vành tai nên rất dễ thực hiện. Chỉ cần biết là khi cô bác cứ kiên trì day bấm vành tai thì có thể giảm đau ở khu vực tiếp nối giữa lưng và vai, giảm cảm giác khó chịu, mệt mỏi trong cơ thể, khắc phục tình trạng tê cứng giữa các khớp xương, giải quyết triệt để triệu chứng tắc nghẹt mũi gây ra khó thở, hỗ trợ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn, giảm đau đầu hoặc là đau nửa đầu và bảo vệ tim mạch khỏi các bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, trong y học cổ truyền thì vành tai cũng được xem là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng. Nếu cô bác massage đều đặn mỗi ngày có thể tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ cho chức năng của các cơ quan nội tạng. Vậy nên, massage vành tai sau khi thức dậy mỗi sáng sẽ có tác dụng khơi thông kinh tuyến, giúp máu lưu thông tốt hơn. Cách làm như sau, cô bác dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp và day bấm nhẹ vành tai từ trên xuống dưới, rồi lại thực hiện động tác ngược từ dưới lên trên. Xoa bóp trong khoảng thời gian là 1 phút hoặc cho đến khi cảm thấy vành tai nóng ấm chuyển sang màu đỏ hồng là được.
Sau khi đã massage vùng tai, cô bác sẽ thực hiện động tác thư giãn khuôn mặt nhé. Việc này có tác dụng giúp cho thị lực cô bác trở nên tinh tường, tai thêm thính hơn, da dẻ thì mịn màng và hồng hào, tinh thần trở nên phấn chấn. Nếu có bệnh mãn tính thì sẽ mau chóng khỏi bệnh cô bác nhé. Khi thực hiện, cô bác có thể nằm nguyên trên giường hoặc là ngồi dậy đều được. Trước khi bắt đầu xoa bóp vùng mặt, cô bác nên duy trì động tác này như là một bài tập thể dục hàng ngày cho mắt. Quay nhãn cầu 30 lần theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, sau đó nhấp nháy 3 đến 5 lần mỗi giây. Xoay đảo mắt có thể giúp mắt cô bác trở nên tỉnh táo tinh thần, làm mới bản thân, tăng cường cơ mắt, giúp ngăn ngừa và điều trị viêm giác mạc mãn tính, lão hóa mắt và các triệu chứng khác. Tiếp đến, cô bác sẽ bắt đầu với vùng trán. Chúng ta sẽ xoa và day ấn theo chiều ngang từ bên trái sang bên phải trán và ngược lại. Xoa bằng tay trái trước, tay phải sau. Mỗi lần xoa 30 lần. Điều này sẽ giúp cô bác phòng ngừa và điều trị tốt các bệnh về thần kinh cũng như nội tạng như là bí tiểu hoặc mất trí nhớ. Tiếp theo, cô bác chuyển sang xoa bóp mũi. Cô bác dùng hai ngón tay của mình bóp vào vành mũi rồi vuốt mũi từ trên xuống dưới dọc theo sống mũi. Day bấm các huyệt xung quanh sống mũi, tổng cộng khoảng 50 lần xoa ấn như vậy cho đến khi có cảm giác thông mũi. Khi cô bác sử dụng ngón trỏ xoa xoa vùng mũi có thể làm thông mũi, khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, đường hô hấp, viêm phế quản. Không những thế, đây còn là hành động tuyệt vời giúp cô bác phòng ngừa bệnh tim, sơ vữa động mạch. Tiếp tục, cô bác sẽ massage sang hai bên gò má. Cô bác chỉ cần dùng hai lòng bàn tay xoa hai gò má theo vòng tròn. Động tác này không chỉ giúp chữa trị các bệnh có liên quan đến phổi, gan, mật, dạ dày và lá lách, mà còn tiêu diệt nám tàn nhang và mụn nhọt, giúp cho da dẻ cô bác trở nên hồng hào, tươi trẻ hơn. Sau cùng là xoa miệng và cằm. Khi tác động vào khu vực này, cô bác có thể tránh được các bệnh có liên quan đến bộ phận sinh dục, thận ruột già, ruột non và bàng quang. Với mỗi vị trí trên khuôn mặt, cô bác cứ tiến hành xoa đến khi nào chuyển sang màu hồng đỏ thì có nghĩa là máu đã được lưu thông tốt tại khu vực này, cho thấy hiệu quả ban đầu rồi cô bác nhé. Sau khi xoa mặt xong, cô bác lưu ý là nên rửa mặt bằng nước ấm để cho lỗ chân lông giãn nở ra, giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, chứ đừng dùng nước lạnh là phản tác dụng đấy nhé. Và vị trí thứ tư cô bác nên massage mỗi sáng là vùng cổ vai gáy của bác nhé. Đau cổ vai gáy khiến cô bác rơi vào mệt mỏi, mất tập trung, nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm việc với máy tính, điện thoại nhiều hay phải ngồi làm việc lâu một chỗ. Việc xoa bóp cổ vai gáy lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi sáng dành một phút xoa bóp tổng thể cổ vai gáy sẽ khiến chúng ta cảm thấy khoan khoái hơn, tràn đầy năng lượng. Khi đó, một ngày làm việc mới chắc chắn sẽ thành công hơn nhờ những năng lượng tích cực ngày sáng sớm. Khi massage mặt xong, cô bác chuyển dần xuống vùng cổ của mình bằng cách ngửa cổ lên một chút. Cô bác chú ý không ngửa quá mức để tránh tình trạng xương cổ chèn ép vào mạch máu, gây tắc mạch máu, cản trở lưu thông máu lên não của bác nhé. Cô bác mở rộng hai bàn tay của mình đặt lên xương hàm rồi vuốt xuôi xuống cổ hơi chéo về phía trung tâm. Cô bác sẽ dùng tay phải vuốt hàm bên trái, dùng tay trái vuốt hàm bên phải thay vào nhau. Làm như vậy cho đến khi nào vùng da cổ nóng ấm lên thì có thể dừng lại. Thao tác này sẽ khai thông khu vực khí quản, giảm ho viêm họng, giúp cô bác giữ ấm cho vùng hầu họng, loại bỏ đờm và dịch nhầy. Tiếp theo, cô bác sẽ xoa ra đằng sau gáy. Mỗi bên gáy cô bác chà sát khoảng 10 lần đến khi nào ấm nóng. Điều này sẽ góp phần tăng cường sức lực cho toàn bộ cơ thể, bổ sung khí huyết cho não bộ, giúp cô bác vận động linh hoạt và suy nghĩ nhanh nhạy hơn của bác nhé. Và vị trí thứ 5 đó là xoa lòng bàn chân của cô bác. Trong đông y thì bàn chân được ví như trái tim thứ 2 của chúng ta. Dưới lòng bàn chân cũng có vô số huyệt đạo liên kết với lục phủ ngũ tạng, thậm chí còn nhiều hơn cả lòng bàn tay. Đặc biệt, ở trung tâm lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền vô cùng nổi tiếng là điểm khởi đầu kết nối với tạng thận. Khi cô bác kích thích vào huyệt vị này có thể góp phần hồi phục thận, xoa dịu các dây thần kinh, cải thiện não bộ, giúp cho trí óc trở nên linh hoạt và giác quan trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô bác có thể xoa hai bàn chân vào nhau hoặc là dùng tay xoa bóp từng chân một, vì bàn tay mình sau khi xoa bóp các vị trí khác sẽ trở nên ấm nóng hơn rất nhiều, sẽ cực kỳ tốt cho việc kích thích huyệt vị trên lòng bàn chân. Cô bác cứ xoa bóp tra sát cho đến khi nào hơi ấm truyền từ bàn tay sang bàn chân là được rồi. Mỗi chân khoảng 1 phút là xong cô bác nhé.
Cô bác thân mến, nghe trình bày thì có vẻ là dài dòng vậy thôi, chứ thực chất khi cô bác thực hiện các động tác xoa bóp mà tôi vừa kể trên chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút là hoàn thành rồi. Buổi sáng là thời điểm khá nhạy cảm nên nếu như cô bác có thể kiên trì áp dụng những bài tập trên sẽ vừa đánh thức cơ thể một cách hiệu quả, vừa tăng cường thể lực. Ngoài những động tác nên thực hiện vào 10 phút vàng mỗi sáng khi vừa ngủ dậy như trên để đẩy lùi mệt mỏi, đồng thời giúp mình luôn tràn trề sinh lực trong một ngày làm việc mới thật phơi phới, thì cô bác cũng có thể áp dụng theo những bí kíp dưới đây sau khi thức dậy mỗi sáng. Cụ thể thì vào buổi sáng, cô bác hãy sử dụng lòng bàn tay của mình để chồng lên nhau và xoa bụng xung quanh vùng rốn theo kiểu chim đồng hồ. Xoa đều vùng bụng như vậy trong vòng 1 phút nhé. Việc xoa bụng xung quanh rốn nhẹ nhàng có thể giúp khí trong dạ dày và hệ tiêu hóa được lưu thông, thúc đẩy quá trình tiêu hóa khí và hấp thụ hiệu quả hơn, đồng thời đào thải được những khí thải ra khỏi cơ thể. Massage vùng bụng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy cũng sẽ phát triển thói quen tốt cho ruột, giúp làm tăng sự hoạt động của ruột, xả chất thải và trao đổi chất một cách dễ dàng. Sau khi xoa bụng, cô bác sẽ tập giãn lưng nhằm thúc đẩy lưu thông máu. Cách làm là cô bác sẽ nằm ngửa trên mặt phẳng, hơi ngả đầu ra sau, ưỡn ngực lên, chân tay dang rộng ra và vươn dài hết mức có thể, kéo căng toàn bộ cơ thể. Thông qua việc kéo giãn chân tay và toàn cơ thể sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn đến tứ chi, giúp cô bác nhanh chóng tỉnh lại. Đồng thời, máu sẽ tiếp tục quay trở lại tim với tốc độ nhanh hơn, cung cấp khí huyết cho tim và não, giúp cho cô bác phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Đây cũng là cách tăng cường sức khỏe gân cốt, cơ xương trở nên linh hoạt hơn. Vì việc duỗi eo, kéo giãn thắt lưng giúp cột sống, các cơ và xương khớp được thư giãn sau một đêm nằm yên trong những tư thế cố định. Chỉ trong vài giây, động tác có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giữ chức năng tim vận hành tốt hơn, đưa máu đi khắp cơ thể. Đồng thời, cô bác cũng lật người sang trái rồi sang phải, xoay vai, hông, eo, lật qua lật lại nhẹ nhàng cho cơ thể vận động trong một phút. Động tác này có thể làm các khớp cột sống và lưng cũng như cơ bắp trở lại hoạt động đầy đủ và hoàn thiện sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi ngủ, cơ bắp sẽ cứng lại, vận động này sẽ giúp cho cơ thể mềm mại trở lại. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Sau đó, cô bác sẽ thực hiện động tác hóp chặt bụng, nâng thắt hậu môn, giúp ngăn ngừa táo bón và bệnh trĩ. Hóp bụng, thở ra từ từ, sau đó từ từ nâng hông lên cao, thắt chặt hậu môn và hóp bụng, giữ yên, nín thở trong vòng 3 giây, sau đó thả lỏng, nghỉ ngơi 3 giây. Tiếp tục làm lại như vậy trong vòng 1 phút, hít thở sâu. Việc hóp bụng và nâng hông có thắt hậu môn lặp đi lặp lại có thể tăng cường lực co bóp ở cơ vòng hậu môn và thúc đẩy tuần hoàn máu. Đây cũng là một cách nâng cao khả năng tình dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đại trực tràng hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Cuối cùng là cô bác sẽ ngồi dậy và tập bài thở bằng bụng để tăng cường chức năng tim phổi. Để đem lại năng lượng cho sự sống và giữ gìn sức khỏe tốt, việc hít thở tuy bình thường nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trung bình phổi của con người có kích thước bằng 2 quả bóng đá, nhưng hầu hết chúng ta chỉ sử dụng được 1/3 công suất của phổi. Đặc biệt là những ai làm việc trong văn phòng hoặc nhóm người thường xuyên ngồi lâu, cố định một chỗ hay có nhịp thở nông và ngắn. Như vậy, lượng khí trao đổi qua mỗi nhịp hô hấp đều rất ít, khả năng thông khí kém đi khiến CO2 tích tụ trong cơ thể, còn O2 bị thiếu hụt. Thông qua phương pháp thở bằng bụng, chức năng tim phổi sẽ được cải thiện, đồng thời cũng làm dịu thần kinh, giải tỏa căng thẳng và giảm trầm cảm. Khi thực hiện, có thể đứng hay ngồi đều được, tay trái và tay phải đặt lên bụng và ngực, hít vào từ từ bằng mũi và cố gắng phình bụng càng lớn càng tốt, sau đó thở ra thật chậm bằng miệng và hóp bụng lại, giữ cho lồng ngực không di chuyển. Cố gắng thực hiện trong khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày, nhịp thở càng dài, càng sâu thì càng tốt. Ngược lại với những thói quen tốt vào buổi sáng kể trên, nếu cô bác duy trì những thói quen xấu dưới đây sẽ gây ra nhiều bệnh tật, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, ngoài việc thực hiện phương pháp xoa bóp như vừa rồi, thì cô bác cần chú ý khắc phục ngay những thói quen sau đây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mình của bác nhé. Một trong những thói quen xấu đầu tiên vào mỗi buổi sáng đó là nhịn tiểu sau khi tỉnh dậy, cực kỳ hại bàng quang và thận. Chắc hẳn không ít người buổi sáng phải vật lộn với chiếc giường thân yêu của mình, đặc biệt trong tiết trời mùa đông. Nhưng đa số lại không hiểu rằng buổi sáng là lúc chúng ta cần đi tiểu nhất và việc nhịn tiểu dẫn đến gan bị tổn thương. Bởi vì sau khi thức dậy, những độc tố trong thân thể đều được tích tụ ở bàng quang. Nếu không được bài xuất ra ngoài kịp thời, những độc tố này sẽ lưu lại trong thân thể.
Nếu duy trì thói quen này trong thời gian lâu, sẽ khiến độc tố tích lũy dần, tăng thêm gánh nặng đào thải độc tố cho gan, từ đó dẫn đến gan bị nhiễm độc. Nguy hiểm hơn, nhịn tiểu sẽ dẫn tới việc sản sinh một lượng lớn vi khuẩn trong bàng quang và nó có thể gây tổn thương thận, gây ra những căn bệnh nguy hiểm. Tốt hơn hết, hãy chiến thắng chiếc chăn ấm áp của mình vào buổi sáng và đi vệ sinh khi cơ thể có nhu cầu để đảm bảo sức khỏe. Thói quen thứ hai đó là ngủ nướng, không hề tốt cho sức khỏe. Cô bác có biết rằng tiếp nhận nguồn ánh sáng mặt trời trong khoảng 20-30 phút buổi sáng sẽ giúp thiết lập đồng hồ sinh học cho cơ thể, giảm bớt sự thèm ăn và điều chỉnh mức năng lượng trong một ngày làm việc hiệu quả. Vậy nên, thay vì ngủ nướng thêm vài phút thì cô bác có thể dậy sớm hơn và chuẩn bị ra đường để đón ánh nắng buổi sáng sẽ rất tốt cho cơ thể và hỗ trợ công cuộc giảm cân đấy ạ. Mặt khác, khi thức dậy đã quá giờ ăn, thường có cảm giác mệt mỏi, chán ăn và kéo theo đó là thiếu hụt năng lượng cho cơ thể hoạt động cả một ngày. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ khiến sức khỏe cơ thể giảm đi rõ rệt và mắc bệnh đau dạ dày. Ngủ dậy muộn cũng làm ảnh hưởng đến đầu óc, khiến cô bác cảm thấy nặng đầu, khó tập trung. Nguyên nhân là do giấc ngủ quá dài khiến cô bác tiêu hao nhiều khí oxy, khiến não bị thiếu dinh dưỡng tạm thời. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ khiến trí nhớ và thính lực của bác suy giảm. Việc thức dậy muộn vào buổi sáng khiến cơ bắp không được thư giãn, đồng thời gây cản trở quá trình lưu thông máu, từ đó dẫn đến tình trạng nhức mỏi chân tay, cơ thể uể oải khó chịu. Thay vì ngủ nướng, cô bác nên dậy sớm và vận động cơ bắp bằng những bài tập nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe của mình. Việc ngủ nướng không giúp cô bác khỏe hơn, mà ngược lại còn khiến cô bác cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hạn chế ngủ nướng sẽ để bảo vệ sức khỏe cơ thể ngay từ bây giờ là điều rất cần thiết. Thói quen thứ ba vào buổi sáng cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe đó là bỏ bữa sáng. Nhiều người muốn giảm cân hoặc bận rộn mà nghĩ rằng không cần phải ăn sáng. Nhưng không ăn sáng không chỉ làm tổn thương dạ dày, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải mà còn làm tổn thương gan. Dạ dày của chúng ta luôn luôn có bóp, tiết ra dịch vị nhưng không có gì để tiêu hóa. Lâu ngày sẽ dẫn đến bị viêm loét dạ dày. Không ăn sáng dẫn đến ruột rỗng, nhu động giảm, chất cặn trong ruột của ngày hôm trước không được đào thải ra ngoài, lâu dần sẽ bị kết lại thành sỏi. Hơn nữa, do không có nguồn năng lượng bổ sung cho cơ thể vào lúc sáng sớm, nên cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn trong tình trạng quá sức. Nếu cô bác nhịn ăn sáng thì đến khoảng 9-10 giờ trưa, cơ thể sẽ xuất hiện sự cồn cào và nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Nếu bỏ bữa sáng liên tục sẽ khiến khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể suy giảm trầm trọng. Ngoài ra, việc thường xuyên bỏ bữa sáng khiến cơ thể không kịp bổ sung kịp thời năng lượng cho một ngày dài, khiến gan bị kiệt sức và tổn thương. Còn nếu nhịn ăn sáng để trước vào tối ăn nhiều bù lại thì càng sai hoàn toàn vì nó vô tình làm cho cân nặng tăng lên vù vù. Buổi trưa và buổi tối, chúng ta sẽ phải ăn nhiều hơn để bù đắp phần dinh dưỡng thiếu hụt vào buổi sáng, nhưng hoạt động vào buổi trưa và tối lại không nhiều. Chính vì thế, thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng béo phì. Ngoài ra, để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, thư giãn vào mỗi buổi sáng, cô bác cũng nên hạn chế thói quen thức khuya nhé. Việc thức khuya không chỉ là kẻ phá hoại dung nhan, khiến chúng ta già nhanh, da đen sạm chỉ sau một đêm mất ngủ hoặc ngủ muộn, nó còn đảo lộn nhịp sinh học, khiến sức khỏe ngày càng yếu ớt, nguy cơ mắc bệnh mãn tính gia tăng. Đồng thời trí nhớ của cô bác cũng suy giảm đáng kể nếu chúng ta thức khuya. Ngoài ra, thói quen thức khuya có thể gây suy giảm hệ miễn dịch, bởi vì chúng ta sẽ không thể được bổ sung nguồn năng lượng cần thiết để hoạt động cả ngày dài. Do đó, chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ miễn dịch. Do đó, muốn da hồng hào, căng khỏe, cơ thể khỏe mạnh, sống thọ, chắc chắn cô bác nên đi ngủ sớm. Muộn nhất cũng chỉ nên đi ngủ lúc 11 giờ, không nên quá giờ này, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó là thói quen ngồi quá lâu và ít vận động cũng rất hại cho sức khỏe. Mải mê làm việc hay lối sống lười vận động đều là nguyên nhân chính khiến chúng ta ngồi quá lâu và ít vận động. Ngồi quá lâu tất nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch. Tác hại lớn thứ hai của việc lười vận động đó là ngủ không ngon, không sâu giấc. Nếu lười vận động, cơ thể sẽ trở nên uể oải, sẽ không thể tiết ra hormone cùng với các chất kích thích, cảm giác thèm ngủ và làm giấc ngủ của cô bác không sâu, luôn ngủ chập chờn. Bên cạnh đó, khi cơ thể ì ạch một chỗ, không hoạt động nhiều sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất. Calo ở cơ thể không được đốt cháy,
và cũng không thể chuyển hóa thành năng lượng, không thể giải phóng ra ngoài bằng các hoạt động tay chân, trí não, khiến mỡ bị tích lũy dưới dạng biểu bì da, gây ra hiện tượng tăng cân, béo phì. Ngược lại, nếu duy trì thói quen vận động tập thể dục có thể hỗ trợ dương khí vận hành đầy đủ tới các cơ quan. Trong khi luyện tập, cả cơ thể toát ra mùi hôi, thúc đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, hỗ trợ giảm thấp khí và tăng dương khí. Các bạn thân mến, buổi sáng của chúng ta dồi dào năng lượng hay là không thì quyết định bởi chính những thói quen mà các bác thực hiện vào buổi sáng. Do đó chúng tôi hy vọng rằng qua video ngày hôm nay, các bác sẽ biết được cách đánh thức cơ thể để luôn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ tới cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý lạc quan, vui vẻ, kết hợp với chế độ ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn là cô bác sẽ sống khỏe mạnh, sống thọ bền có cháu. Và cảm ơn cô bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.